Voce mea, Dominum clamavi, voce mea, Dominum de peccatus sunt. Effendo in conspectu Iesus oratorium meam, et tribulationem mea anti ipsum promontia, indefeciendo ex me spiritum meum, et cognovosti semitas mea, in via vacra quabur dubalum, ad vecaturum lavernum. Mata Hari, làm ơn quay lại, dừng lại tránh ra đi, ra khỏi đây. Star Media trân trọng giới thiệu với các diễn viên Vaina Yocante, Maxim Mave, Alexei Gukot, Senia Rabobot, Daniela Dunaet, Dimitri Masev, Alexander Mikhailov, các đạo diễn Dennis Berry, Julius Bert, Olga Riasina, tác giả kịch bản Igote Karabetov, Oleg Kirillov, Dennis Berry, sản xuất Anna Belyunaya, Alexander Starikov, Sergei Titinkov, Konstantini. Bộ phim Mata Hari. Cô Mata Hari, Gabriel chết có ý nghĩa gì với cá nhân cô? Là tất cả. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Gabriel đồng hành cùng tôi trong nhiều năm. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thế nào thiếu anh ấy. Cô sẽ trả thù thế nào cho cái chết của một người bạn và trừng phạt kẻ thù của cô. Tôi không muốn trả thù, nhưng tôi không hiểu tại sao phòng nhì lại trả thù tôi. Tôi nghĩ rằng đã có một sai lầm nghiêm trọng. Vậy là cô sẽ không quyết tâm tìm ra những người chịu trách nhiệm cho cái chết của bạn cô và phải bị trừng trị. Pháp là một quốc gia thượng tôn luật pháp và đạo đức. Tôi tin rằng kẻ có tội sẽ nhận được hậu quả của họ. Thưa quý vị, đây là những lời của một người yêu nước chân chính. Còn Edgett là quản lý của cô. Ai sẽ thay thế anh ta? Không ai có thể thay thế anh ấy. Mata Hari đang viết một cuốn sách và tôi sẽ xuất bản nó. Cuốn sách nói về điều gì? Sách về một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi hứa với anh là có sự thật. Ít người biết, từ tiểu sử của cô ấy và nhiều bức ảnh. Gần đây chúng tôi đã bắt đầu công việc. Xin lỗi, tôi phải đi. Cảm ơn. Đây là một thất bại hoàn toàn. Khán giả phẫn nộ và đòi hỏi một câu trả lời. Báo chí gọi chúng ta là những kẻ sát nhân. Họ yêu cầu anh từ chức. Đáng ra tôi không quan tâm, nhưng họ cũng yêu cầu sa thải tôi, quái quỷ. Để cứu bộ mặt của chính mình, tôi có nên biện minh cho anh không? Sẽ còn tồi tệ hơn nếu cô ấy chết, nhưng cô ấy vẫn còn sống. Cho phép tôi giải thích. Cứ nói đi, tôi đã không hề ra lệnh. Chiến dịch được giám sát trực tiếp bởi trợ lý của tôi, Trung úy Heve Martin. Anh ta đã đưa ra quyết định một mình. Tôi không ngờ Trung úy Heve Martin lại hiểu lệnh của tôi theo đúng nghĩa đen thường ngày. Có một sai lầm bi thảm mà tôi đã báo cáo trong một cuộc phỏng vấn khác với bà Mata Hari. Tóm lại anh không nhận tội chứ gì. Tôi muốn đưa anh ra xét xử, nhưng rồi sợi dây thòng lòng sẽ siết chặt cổ tôi. Nhưng trợ lý của anh sẽ ra mặt trận và cứ để cho bọn Đức kết liễu anh ta. Nhưng hãy nhớ rằng anh không có lần sau. Mời Trung úy Martin. Trung úy. Trung úy Heve Martin, đứng đó. Trung úy, anh đã vi phạm mệnh lệnh trực tiếp của tôi. Anh đã làm hoen ố danh dự của bộ đồng phục này. Bắt lấy hắn. Anh lính ra ngoài. Ngài tướng quân, đại úy, ra ngoài.
Ra mặt trận sẽ không hề dễ dàng cho anh ta. Viên sĩ quan sẽ không mất nhiều thời gian để nhận được một viên đạn vào lưng. Chiến tranh là chiến tranh, thưa tướng quân. Trở lại nhiệm vụ của mình đi, đại úy Ladu. Từ nay bộ phận của anh sẽ ít được sử dụng hơn. Cô ấy đâu cần vội. Cô ấy không muốn anh nhìn thấy cô ấy trong bộ váy cưới của cô ấy. Vâng, tôi biết. Những điều mê tín ngớ ngẩn. Bọn Đức chết tiệt. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong một đêm. Lại bốc mùi rồi. Mang rợ. Vera. Vera. Vera, em bị thương rồi. Ổn thôi. Cái chính là còn sống. Em sẽ sống. Em thấy trong người thế nào? Đầu óc quay cuồng. Cô đã trải qua một cú sốc lớn, nhưng cô còn trẻ, vì vậy cô sẽ bình phục thôi. Cố gắng đừng căng thẳng và nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho biết bao giờ thì khỏi hoàn toàn. Tôi đoán cô ấy sẽ ổn định trở lại sau 2 tuần nữa. Cô thật may mắn, thưa cô. Mau bình phục nhé. Vera đã bình phục, sau đó chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Được, được. Hãy bảo trọng, Volodya. Ta sẽ cho nó biết việc con ra trận ngay khi nó khá hơn. Con hứa sẽ trở về, mọi người bảo trọng. Ừ, nhưng lần thứ hai sẽ không may mắn vậy. Ngay cả những người thợ may và bà Ange chết hết. Và làm thế nào mà con và Vera vẫn còn sống? Nhờ ơn Chúa. Chúa đã cứu cô ấy cho con. Bật đèn lên đi. Tuân lệnh em. Tướng Phốc đang ăn mừng một chiến dịch thành công. Chiến dịch nào thế? Anh đâu cần bí mật với em chứ? Không tài nào hiểu hết những nét vẽ ngoạch ngoạc này. Em biết làm quái gì? Em đẹp quá. Còn bọn lính Nga thì sao? Chúng sẽ đi khỏi Paris chứ. Hỏi làm gì? Em có tình nhân trong đám đó à? Không. Chỉ là tò mò thôi. Bọn lính Nga sẽ ở đây, tại trại Chalon. Trời, em vụng về quá. Chết tiệt.
buồn tẻ quá. Em về chỗ khách khứa đây. Dọn chỗ này đi. Người Pháp sẽ tự đào rồi, cọc gỗ, bệ đặt súng và thông tin vô tuyến. Bọn Đức không để chúng ta đào sâu như vậy, thì ta cũng không để chúng làm. Lính của anh tinh thần rất tốt. Tôi mong rằng trong 2 tuần chiến đấu, những trò đùa sẽ không biến mất. Họ đâu phải ra trận lần đầu. Tôi sợ rằng tinh thần có thể xuống. Các anh sao rồi? Khỏe chứ? Thay ca nào? Thay ca nào? Tuân lệnh, sếp. Gia Carot có, tiếp quản chạm gác, rõ. Được rồi. Gia Carot, thấy gì không? Chỉ có một vài con giun tròn chết thối trên dây. Cần gì phải ẩn nấp những kẻ khốn nạn này? Họ đã ở đó bao lâu? Cũng lâu, chúng ta đã chặn lối đi bằng dây. Nhưng liệu nó cản nổi các cuộc tấn công? Đại tá Besson lẽ ra không nên để cô ấy vào văn phòng. Cô ta muốn gì thì cũng giống như mọi người thôi. Họ đã nói về chuyện gì? Rất khó nghe. Nhưng có vẻ như khi trò chuyện chắc chắn có đề cập đến quân đoàn Nga. Có gì đó liên quan đến việc điều động lính. Về lính Nga à? Được rồi, anh có thể đi. Cố gắng thu thập thêm thông tin tiếp đi. Tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi. Alo. Xin chào, Caraso à, tìm ngay cho tôi tên của tất cả nhân viên của Bộ Ngoại giao, những người hợp tác với người Nga. Lấy cho tôi tất cả dữ liệu mà anh có thể, từng người một. Đã 2 ngày rồi, tôi tính từng ngày một, đại úy. Tôi không muốn mất thời gian nữa. Đưa tôi một khẩu súng lục. Anh và Zakharov nã đạn vào bon ke, tôi sẽ đến gần hơn. Malot, họ sẽ giết anh đấy. Điên rồ, đúng vậy. Người Nga đóng quân ở đây. Thế ra cô cũng biết cả cái này à? Tôi có thể đọc được cả bản đồ quân sự. Họ đã ở đó 3 ngày nay mà không có pháo binh yểm trợ. Thật tuyệt. 3 ngày rồi, thưa ngài Leno. Thông tin này phải được truyền đi ngay lập tức. Bằng mọi cách, thưa quý bà. Tôi gọi nhiếp ảnh gia chứ. Được, làm phiền anh. Mà gọi anh bạn trẻ David nhé, tất nhiên.
Nào, chúng ta hãy bắt đầu một chương mới. David, hãy viết đi. Người yêu mới của tôi trong những năm. Sao bọn Nga bỗng trở nên yên lặng thế nhỉ? Nếu thông tin là chính xác, bây giờ là lúc phải tấn công rồi. Cái công sự quái nào thế? Của bên ta hay bọn Nga nhỉ? Hôm qua đã xảy ra một cuộc giao tranh, bọn Nga đã ná đạn vào đó. Chắc nó vẫn thuộc bên ta. Nếu thế thì chúng biết phải làm gì? Chúa phù hộ chúng ta. Nó gợi ta nhớ lại tướng Samsonov ở Tannenberg. Thưa cha, gần đây con như không phải là chính mình. Con cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, đưa ra một quyết định, nhưng lại không thể. Thật sự thiếu quyết đoán. Xin Chúa tha tội. Thế giới đã đến thời mạt vận. Hãy học tính kiên nhẫn, con trai của ta. Mọi thứ sẽ đến đúng lúc với người biết chờ đợi. Chờ đợi ư? Chờ đợi cái gì đây? Chờ khi đến Chúa đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó. Khoảnh khắc tối tăm nhất là trước bình minh. Hãy nghĩ về Vera. Vera, các con định ngày nào cưới chưa? Làm sao con có thể nghĩ về đám cưới lúc này chứ? Con phân vân ư? Con cũng không biết nữa, thưa cha. Có gia đình là một điều tuyệt vời. Volodya, con sẽ ổn định ngay thôi. Con nói xem, còn điều gì muốn thổ lộ không? Vâng, thưa cha, con đã giết 5 người. Chúa tha tội cho con. Chỉ thế thôi. Lạy Chúa là đấng cứu rỗi chúng con. Chúa Giêsu Kitô sẽ tha thứ mọi tội lỗi của con bởi ân điển và lòng trắc ẩn của tình yêu Ngài dành cho chúng sanh. Với quyền năng nhờ ân điển của Ngài, ta tha thứ tội lỗi của con. Nhân danh Đức Chúa Cha, Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Truyền lệnh đi, kết thúc đợt pháo kích là tín hiệu bắt đầu cuộc tấn công. Trận pháo kích kết thúc là tín hiệu tấn công. Bắn! Bước đột phá này sẽ đi vào lịch sử, thưa đại úy. Nó sẽ mở ra con đường đến Paris. Lịch sử cũng ghi nhớ những kẻ thất bại. Hãy cẩn thận, người Nga rất mạnh trong giao tranh tay đôi. Tôi hy vọng lô cốt của chúng ta sẽ không làm anh thất vọng khi vào trận. Tấn công! Không cho chúng nó thoát. Давайте.
Chúng ta rời xe quá xa rồi, chỗ này toàn quân chậm cướp thôi. Tôi e rằng tôi không bảo vệ được cô nếu có chuyện xảy ra. Đây là vì anh đấy David, học cách tận hưởng cuộc sống đi. Tin tức mới nhất của Paris đây, cho tôi một tờ. Cảm ơn. Làm ơn cho tôi tờ mới nhất. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Và chúng ta lại nện quân Đức ra trò, phải không? Cũng đúng. Nói đúng hơn, lính Nga đã xóa sổ chúng. Bọn Đức nhận được những gì chúng đáng nhận. Xin tự giới thiệu, tôi là Auguste Werner, là nhà ngoại giao, chuyên gia về Đông Dương. Rất hân hạnh. Tôi... Cô không cần phải giới thiệu bản thân. Không cần. Tôi rất mừng được gặp cô. Ở ngoài trong cô còn tuyệt vời hơn nhiều, thưa cô. Rất vui được làm quen, thưa ông. Ông đã đọc chưa? Tôi đã nói với Inesti rằng đại úy Malot là một tài năng quân sự bẩm sinh. Xin lỗi, ông quen đại tá Inesti à? Vâng, vâng, chúng tôi quen nhau ở Nga. Khi đó tôi đã nói rằng Vladimir Malot sẽ chứng minh mình trong cuộc chiến và tôi đã hoàn toàn đúng. Ông thấy đôi bông tai này thế nào? Cho phép tôi. Bà Campuchia. Cũng tạm được. Nhưng phù hợp với cô, cho phép tôi trả tiền. Không, đừng làm thế. Đâu nhất thiết phải vậy. Cảm ơn ông. Chúng ta về thôi. Chúc một ngày tốt lành, thưa ông Werner. Nhưng cô có thể gọi tôi là Auguste. Auguste. Rất hy vọng sẽ gặp lại ông. Ngài Vladimir, rốt cuộc ngài đã về, chúng tôi rất mong. Xin chào cha Lotte, bà khỏe không? Chẳng có gì đáng phàn nàn, ở nhà thế nào? Chúng tôi đã rất lo lắng, vì lâu quá không có tin tức gì của anh. Sau đó chúng tôi đọc về chiến công của anh trên báo, chúng tôi rất tự hào về anh. Rốt cuộc cũng về rồi, em tưởng như hàng thế kỷ ấy. Vera, Vera thân yêu của anh. Ôi chú ơi, em gầy quá rồi. Anh về được lâu chưa? Cũng lâu. Anh chỉ phải quay lại đó một ngày, rồi sau đó sẽ về hẳn 2 tuần. Cả 2 tuần ư, tuyệt vời. Vậy là chúng ta cũng có thể tổ chức đám cưới rồi. Em toàn mùi thuốc tây à? Không. Thế sao anh lại lạnh nhạt với em thế? Em nói gì thế? Người anh dính đầy bùn. 2 tuần trong chiến hào. Em thì thế nào cũng được. Anh đi tắm rửa đi. Em sẽ chờ anh trong phòng khách và chuẩn bị trà cho anh. Được. Anh có tìm thấy Werner trong danh sách nhân viên của bộ không? Có. Tôi đã nhận được phản hồi từ Kalone. Werner giữ một vị trí quan trọng. Ông ta liên quan tới việc cung cấp vũ khí cho quân đội Nga, đồng thời cũng là một chuyên gia về Đông Dương. Họ có muốn tôi tiếp cận ông ta không? Ừ. Hấp tấp thế. Phải gửi ảnh ông ta đến Kalone đã, để họ kiểm tra xem có phải chính là ông ta không. Sẽ mất thời gian đấy. Từ bao giờ anh lại vội vàng như vậy? Không phải là tôi, mà là chỉ nguy sở đấy. Khi Werner tiếp cận tôi, hãy chụp ảnh lão ta. Tất nhiên là phải kín đáo. Được. Cô nói thiên thế. Xin chào. Rốt cuộc thì ông Auguste, ông đã đến. Tôi rất vui được gặp ông. Chà, làm sao mà tôi không đến được. Cô thật lộng lẫy. Ồ, những bông hoa này quá đẹp. Tôi muốn chụp chúng trong ảnh của mình. Pierre. Được.
Gửi về ba chiếc ớt bất điện mã hóa cho đặc vụ S21, quản liên lạc với một người Trung Quốc cho đến khi chúng ta xác định được nhân thân của người đó. Tôi cần nói chuyện riêng với cô hạ sĩ, để chúng tôi nói chuyện riêng. Mã hóa và chuyển đi ngay lập tức. Gửi điện này cho ai? Patriot. Chờ đã, hạ sĩ, anh lại đây. Đưa tôi xem. S21 là Mata Hari à? Vâng, thưa đại tá. Vậy tại sao lại yêu cầu cô ta thôi tiếp cận một nguồn tiềm năng như thế? Chúng ta cần tất cả thông tin. Những thu thập của cô ta rất ấn tượng. Cô ta là loại điệp viên đắt giá. Chúng ta không thể chờ đợi Elizabeth. Chúng ta đang mất hết đặc vụ này đến đặc vụ khác ở Nga mà không biết lý do. Chúng ta cần thông tin. Chúng tôi không thể để lộ đặc vụ S21. Cô ấy quá quan trọng. Nếu do lỗi của cô, chúng ta để mất Werner. Tôi sẽ không thể bào chữa cho cô trước thượng cấp. Sếp cần kết quả chứ không cần sự thận trọng. Nếu bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể làm tốt hơn tôi sẽ sẵn lòng chuyển toàn bộ công việc vào bàn tay khéo léo của họ. Vâng, làm gì có ai chứ? Ai có thể thay thế Frau Doctor? Mất bao lâu để kiểm tra Werner? Kết quả sẽ có trong vòng 2 ngày. Tôi cũng không muốn trì hoãn. Patriot đang chờ hướng dẫn thêm của chúng tôi. Vậy, hãy trả lời anh ấy càng sớm càng tốt. Ông có muốn dùng bữa không, đại tá? Rất sẵn sàng. Sao vụng về thế? Anh nên ra chiến trường thì tốt hơn đấy. Xin lỗi thưa ngài. Biến đi. Xin lỗi Margaret. Tôi ghét những loài đàn ông đặc nhiệm này. Bỏ qua cho anh ta đi, Auguste. Họ cũng đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Gia đình thì chối bỏ họ, người yêu thì chia tay. Mà thậm chí đến gái điếm cũng từ chối họ luôn. Bị phụ tình là bi kịch của đàn ông. Tôi rất sợ mất em. Em yêu à? Điều gì khiến anh nghĩ anh sẽ mất em? Mật ư? Em xem được sao? Tôi chả có gì phải bí mật với em cả. Ngày 14. Thế là ngày kia anh sẽ đi à? Hôm nay tôi vẫn cần sắp xếp tài liệu. Và cách duy nhất để gặp nhau là đêm nay. Em sẽ... Em không từ chối đến với tôi chứ? Cứ viết địa chỉ của anh lên giấy ăn. Tối nay em sẽ đến. Tối nay con đi. Mai lại quay lại à? Vâng, trung đoàn bây giờ đóng xa tiền tuyến. Mọi người đừng lo lắng. Em luôn lo lắng khi anh đi. Không đi không được, Vera à. Dù sao anh cũng là một sĩ quan, biết phải làm sao. Đành là thế. Nhưng sao con có thể sống với những giây phút căng thẳng đó? Ta không hiểu. Ta nghĩ nên hủy đám cưới đã. Biết sống chết thế nào? Sao cha có thể đùa thế được chứ? Ồ, thế các con đã định ngày chưa? Volodya đã thay đổi quyết định. Con chờ xem thế nào. Em nhầm đấy. Nhưng anh không hiểu tại sao lại vội vàng như vậy. Thưa đại úy, ông có điện thoại. Chỉ huy gọi, con xin phép.
Các vết đen sẽ bám trên các ngón tay, chẳng hạn như tay ta đây. Chúng rất khó rửa sạch, vì vậy, ngay cả khi cô ta có thời gian để đóng cửa an toàn, cũng không thể thoát được. Rất khôn ngoan thưa đại úy. Ngài Werner, đừng quên đấy. Vâng, tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ giao chìa khóa bí mật quân sự cho Chúa là Đức Chúa Trời. Thế nhỡ cô ta đầu độc ông thì sao? Hoặc làm gì đó ngoài dự kiến. Giết Werner là chuyện ngoài tầm tay cô ta. Có thể cô ta sẽ nghi ngờ, nên sẽ chờ đợi lúc tôi ngủ. Nào, đã đến lúc tôi hẹn hò với nàng điệp viên đáng yêu rồi. Hãy cẩn thận với mớ tài liệu này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi taxi. Tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi muốn đi bộ một chút, lên đường may mắn. Gọi bà chủ, khẩn trương. Bà chủ vừa đi rồi. Đi đâu? Đi đến chỗ Werner. Sao anh vào được đây? Chết tiệt, cô ta đã đi bao lâu rồi? Khoảng 5 phút. Địa chỉ nhanh lên. Tôi không biết, có chuyện gì à? Tôi đã nhận được câu trả lời từ Kalona. Người mà cô ấy đang đến là để ý Ladu, không phải Werner. Cô ấy sẽ rơi vào một cái bẫy do tình báo Pháp giăng ra. Cứu tôi với! Dừng lại! Dừng lại ngay! Cứu với! Tôi bảo dừng lại! Anh nói gì đại úy? Chỗ này rẽ phải! Tới gần hơn đi. Nhanh lên. Vào xe đi. Đi nào. Đưa chúng tôi về nhà. Mang anh ấy vào phòng khách. Đi nào. Đợi ngoài xe. Có chuyện gì? Werner là mật thám. Chúng ta phải biến thôi. Không an toàn đâu. Đây là cách chúng tôi sẽ tiến hành. Anna, lên lầu. Mang cho tôi một bức ảnh của non. Nhanh lên. Có ngay thưa bà. Cô định làm gì? Lấy ảnh làm gì? Hãy tin tôi. Anna, đợi đã. Gọi cho hiến binh và bác sĩ. Còn anh gọi cho tất cả các nhà báo mà anh biết. Báo cho họ tin mới rằng Mata Hari, một công dân Pháp yêu nước, vừa cứu được anh hùng người Nga Vladimir Malot. Xuất sắc. Cô viết cái gì thế? Thư từ biệt Werner. Chúng ta đâu muốn xúc phạm lão ta bằng một lời từ chối, phải không? Tất nhiên là không.
giao nó cho người lái xe và trả tiền cho anh ta một cách hào phóng. Làm ngay. Cảm ơn. Dọn bàn đi. Đặt nó ở đó. Ơn Chúa, anh tỉnh rồi. Không, không. Không. Bác sĩ sẽ đến ngay đấy. Tôi nghĩ vết thương không nặng lắm. Xin anh, đừng động vào đó. Làm ơn. Đây là con gái tôi, non. Nó là tất cả đối với tôi. Thưa bà, tôi muốn... Thưa bà. Thưa bà, bác sĩ Hoffman đã đến. Chào buổi tối. Thôi, tôi sẽ không làm phiền các vị. Malot đã không được cứu bởi các nhân viên thực thi pháp luật của Pháp. Có lẽ họ đã quá bận rộn với việc bắt giữ những kẻ say rượu và gái mại dâm. Anh ấy đã được cứu bởi một người phụ nữ, chính là người mới đây đã sống sót sau một cuộc thảm sát khủng khiếp mà chính quyền cũng không thể ngăn cản. Chúng ta đang nói về người được công chúng yêu thích. Chính quyền đã lên án vì không thể bảo vệ được cô ấy hoặc thuyền trưởng Malot. Chính xác hơn là họ không thể. Đọc thẳng vào đoạn nói về cô ta đi. Đây, bảo hiểm mạng sống của mình. Mata Hari đã cứu những người bị thương. Đại úy Vladimir Malot khỏi các điệp viên Đức. Đồng thời, cô không chỉ cứu mạng anh, mà còn cả những tài liệu quan trọng mà anh ấy mang theo. Các tài liệu đã được chuyển đến sở chỉ huy của tướng Lovitsky một cách an toàn. Đến bây giờ, chúng ta không thể đến gần cô ấy. Sẽ phải đợi. Thổi cho nguội. Bây giờ ép một miếng đường giữa hai hàm răng. Và hút vào, hút trà vào. Tôi đã nói rồi, không hay đâu. Ô, thú vị mà. Rất tuyệt, cảm ơn. Tôi rất biết ơn cô, vì cô đã cứu Volodya. Tôi rất vui vì đã giúp được. Nhưng nói nhiều về nó làm tôi khó xử. Thế ngôi nhà nhỏ đằng kia là gì? Đây là một nhà kính. Tôi thích làm vườn. Tôi rất muốn xem. Nếu anh có thể đi cùng tôi. Vâng, tất nhiên là được mà. Bác sĩ bảo anh ấy phải đi bộ nhiều hơn. Rất vui được dẫn cô đi. Nhanh vào rồi nhé. Chúng ta sẽ ăn trưa. Ah.
Ôi, một mùi hương tuyệt vời làm sao? Hồi còn nhỏ, tôi nhớ rằng hàng xóm của chúng tôi cũng trồng hoa. Tôi rất thích ý tưởng về một nhà kính. Rốt cuộc, đây không chỉ là vẻ đẹp. Đây là chính cuộc sống. Mặt trời mang lại ánh sáng và sự ấm áp. Và cả những nụ hoa đang nở. Chúng ta nên vào thôi. Tùy anh thôi.